con cũng hy vọng trời ông lão chảy nước mắt luôn, À. xúc động Cái mừng chảy nước này mắt luôn. mừng chảy nước mắt. Ít có dịp hổm rày lâu đó, năm nay thì như năm vừa rồi tới giờ thì bao giờ mới gặp được cái số Số tiền tiền vậy. lớn nhiều không? Gặp mấy chú rồi. Mà mấy Dạ. chú cảm Giúp ơn đỡ mấy chứ chú. đâu có ai đâu. Không phải Mến chào cô bác anh chị em, hiện tại Cao Hớn mình đang ở thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì mình có đi vào một con đường hẻm chạy sâu sâu vào cái khu rừng, những cái rừng cây trong đó đó, mình có gặp một cái căn nhà bằng thiết mà nhỏ, thì có hai ông bà cụ sống. Nhưng mà mình muốn tìm hiểu để xem hoàn cảnh của ông cụ tại sao lại sống cái chỗ hoang vắng đó, và nó cũng lớn tuổi rồi như thế nào. Thì mình có ra đây mình hỏi ông chú để ông chú chia sẻ lại, ông chú ở đây biết dành về ông bà lão đó, để mình hỏi coi người dân xem hoàn cảnh của ông bà lão đó sống tại sao trong cái khu rừng đó như thế nào. Nếu mà ông bà lão thật sự là khó khăn thì mình sẽ trợ duyên ít tiền của cô bác Mạnh Thường Quân cho ông bà đó. Dạ chú ơi, ông bà lão đó là sống có con cái gì không chú? không, đó giờ có đứa con mà đó giờ con vô vô đây chết chăng à, chết nàng à, về ngoài chết luôn à, có một đứa một Đứa con mà chết luôn à? Tên Tâm á. Dạ. Con chạy xe vô đường mòn đó, con thấy cái đó là một cái khu rừng rậm rạp lắm, mà tại sao ổng bả thì chọn cái vị trí trong đó ở đó chú? Có đất cái đâu mà không chọn, Vậy là đất của người ta. đất người ta sinh ở chứ sinh ở đâu Dạ. đó. Một hai ông đó với bà già nè, cũng bả cũng tu tu mà đi bây giờ đó, tôi nói ông ấy chết không có chôn chôn xe nữa nha, cái bà này cũng tu nữa, Dạ. họ mới chết hôm Là ông bà lão đó hiện tại là lớn tuổi cho chú, con thấy cũng là lụm cụm hết trơn. trời, ông 85 rồi đó, Ừ. ông 85 tuổi rồi đó, Mà hiện tại là neo đơn vậy luôn, ông bà đơn lão không sống coi vậy luôn. ra chính quyền giờ ta xuống tôi ủng hộ đó, ta leo lâu có ta đem gạo đem thóc cho, Dạ. thấy cũng khổ lắm mà cũng nhiều khi cũng dữ lắm. Mới đó các bà nhà trọ mới nói Con thấy hai vợ chồng lớn tuổi thực tế đi lui trong cái căn nhà đó thấy tội nghiệp quá. già có ai đâu nuôi, Dạ. phải có con cũng đỡ nữa. Trời ơi, ông sánh vào nước đây xuống gió ăn cỡ ruộng nửa ngày đi nhích 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 Dạ, rồi có. cái thằng đây nó thấy vậy nó đồ nó lấy canh nó chở chở cho dưới Vậy sông là đi đi xin nước ở trên đây đem vô trong đó để xài. đem xuống xài, Trong đó không có nước sạch, không có gì hết. không có nước, không có cây nước xuống Dạ. Rồi nè. con cảm ơn chú ha chú. Đã chia sẻ thông tin cho con được biết, để con xuống dưới con tìm hiểu thêm ha. Rồi có gì con trợ duyên được cho ông bà thì con trợ duyên ha. Nói chứ bả nói Dạ. chuyện còn êm hơn ổng Dạ dùng dạ lực con cũng. cảm ơn chú ạ. Dạ. Thì theo như cái căn nhà này nè, mình đã chạy cái đường mòn này mình gặp, thì ông bà sống len lỏi ở trong một cái khu rừng bạch đằng với những cái cây to, trên những cái gò đất cũng hơi hơi gặm gạp. Thì mình hồi nãy đó có hỏi ông chú ngoài đó đó, thì nói ông bà sống hiện tại neo đơn có con mà đã mất rồi. Mình vô đây mình gặp mình trò chuyện thử xem sao. Ông ơi. Dạ con chào ông. Dạ con chào bà. Dạ con xin lỗi là cho phép mấy con trò chuyện với ông bà chút xíu được không? Dạ được, cứ tự nhiên nói gì đâu. Dạ. Cho con tham quan nhà ông chút xíu nha. Đi đi xung quanh ngoài hả? Dạ, con coi xung quanh đây nè. Nhưng mà cái nhà này đâu phải của tụi tôi, người dân người đây người ta cất. Ta cắt cho. Cất cho nữa. Bà Dạ. để đó. Bà làm xe nè. Dạ ông ơi, ông cho con hỏi là hiện tại ông bà sống ở đây mình còn sống với con cái hay là ai gì không? Không có đâu, không có con, không có cái gì lâu lắm rồi. Dạ. Rồi ấp nó cũng biết là tôi với bà coi như là không có con, không có cái gì hết trơn. Nói tóm lại là người ta cũng như dân người ta cho đó, Dạ. 100, 200 mà lâu lâu mới được 100, còn Dạ. 20 là Con nhiều. xin lỗi ông hiện tại hiện nay là bao nhiêu tuổi rồi? 87. Dạ, còn bà? Bà 85. Dạ, bà 85 tuổi rồi. Dạ. Tôi với Ồ. ấp nó biết từ tôi là người cao tuổi trong ấp. À, có cái bảng kìa anh Đồng, Dạ. là Máy ấm tình thương. máy ấm tình thương của bà con cô bác ta tặng Đó, cho nó cái kìa, của Mạnh đâu Thường Quân, nhìn cái cắt này cho cái tưởng nhà đâu này. tưởng đâu nhà của tôi cất, không phải đã cất Dạ. là cho. Dạ, ông bà là ăn chay ha, Ăn chay. ăn chay tu, thì mấy con mới thấy là thờ Phật rất là nhiều nè. Dạ. Ồ, ở nhà ông bà chứa vật dụng cũng nhiều quá ha. Cái này có nhiều khi người ta gửi người ta bỏ ở đây đó. Dạ, rồi hiện tại con thấy chiếc xe lăn này Chiếc răng là người người ta gửi, ta rồi quần áo con thấy nhóc hết trơn. quần áo nhóc rồi người ta đồ của người ta bỏ đó, mình đâu có xài được. Dạ, còn chiếc xe này có ông còn chạy được không? Còn chạy được mà đâu có chạy. Xe này là của ông. Gần ấp nó cấm, nó nói tôi chạy 80 mấy rồi té rồi sao.
lo ông. Ông trưởng ấp cấm không cho ông chạy. Không cho chạy, bỏ nằm đó. Dạ. Ông xin phép cho hai đứa con đi vòng vòng trong đây tham quan nhà ông chút xíu được không? Ở trong à, đi dạ. Vòng, cứ đi đi, có gì đâu. Nhà cửa trong lỏng có ai. À. Ôi ơi, ông treo đồ nè, đồ để nhiều quá nhiều luôn rồi. Cái đèn này bắt lên được không ông? Hả? Đèn sáng này nè. Người ta hồi trước nó có điện, người ta giật dây điện, người ta không cho mình xài nữa. Thôi. Trời ơi, ông chứa đồ rất là nhiều luôn. Ở trong có một cái giường. Không có cái giường không, chứ đâu có gì đâu chứa. Vậy là có người quần ta, áo. Người ta cắt điện của mình luôn hả ông? Cắt điện, giật dây đồ hết. Không cho mình xài. Có cái bản mừng thọ kìa. À, trên 80 tuổi. À, bà Nguyễn Thị Thu Hà. Là bà cũ hả ông? Sinh năm 1939. Ba mươi hai. Dạ. Ồ, quần áo mùng mền của ông rất là nhiều. Người ta bỏ đó. Người ta tự bỏ, thiếu gì. Dạ. Không có đèn tối quá. Đâu có đèn tối gì, chai dành dầu. Ngồi ghế đi. Dạ, dạ, ông cụ ngồi đó đi, ông cụ. Ngồi ghế đi chúng. Dạ. Ông họ tên gì ông? Tôi hả? Dạ. Tôi Hồ Văn Thiện. Dạ, ông cụ Hồ Văn Thiện, 87 tuổi. 87. Dạ. Bà còn thấy đường không? Con thấy nãy giờ bà lụm cụm á. Thấy, còn thấy mờ không? Thấy mờ không rõ. Thấy con rõ không? Không, không thấy mặt. Ồ, gần cái bên gì thấy không rõ luôn. Bà tao không nói. Dạ. Rồi là buổi tối ông bà sẽ đốt nhang tụng kinh. Tụng kinh, đốt nhang rồi. Dạ, ông bà tu lâu chưa ông? Lâu rồi, bà này đu lâu lắm rồi. Bà đang ăn bị ói hay sao? Con thấy bà bị phun ra ngoài không? Không phải, không phải ói, lại làm như là bị dư nước miếng. Bà dạ. Bà có ăn trầu không? Không, không ăn. Dạ. Khổ ông là... bà 80 mấy tuổi rồi giờ sống neo đơn, thấy tội nghiệp quá. Dạ. Là... dạ. Nhưng mà mấy người ta tới, phải đầu người ta tới là ta thăm, ta cho 50, 20, một cái trùm lum rồi. Cũng 100-200 cũng đỡ phải đồ. Bà ăn chay bao nhiêu năm rồi bà? Bà ăn lâu rồi, ăn hồi đó chùa cũng ăn chay lâu. Ở rồi. Chùa là đang ăn lúc mà bao ba năm mấy tuổi bà? Đã ăn 14-15 tuổi. Ôi 85 tuổi mà ăn hồi lúc 14-15 tuổi. Nói tóm lại bà ăn tương không à? Bà giống như từ nhỏ đến lớn luôn rồi. Bà đâu có ăn mặn được. Còn ông là sau này là mới ăn sao hả ông? Tôi làm mặn lạc đủ thứ. Gọt quất. Dạ. Làm. Nhưng mà đốt nhang cũng có đốt niệm nhang, Phật tụng kinh. Niệm Phật tụng kinh. Có cái đó thì có. Còn cái ăn đó thì gặp gì quất cái nấy. Tại vì mình cũng đi tới lui lo trong nhà vậy mà mình ăn tương quá yếu lắm. Dạ. Ông ơi cho con hỏi là ông bà ở đây được bao nhiêu năm rồi, lúc trước là quê ở đâu và ở tại vị trí mà quan vắng này là bao nhiêu năm rồi? Tôi hồi trước là người ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Rồi sau lên 2000, năm 2000 lên này. Ở này từ năm 2000. Ôi ôi, 20 mấy năm rồi, 22 năm rồi. 22 năm di chuyển tới lui cũng lây quay đây kìa. Vòng vòng ở khu vực này. Vòng vòng đây. Không có đất là phải ở ké, phải ở những cái khu hoang vắng không phải không? Đất này cũng quen, ta cho bà tốt tốt. Dạ. Cho ở nào? Cho các nhà luôn. Đúng. Rồi ở đây mình có điện nước xài đầy đủ không không? Không có. Điện thì con mới nói là không không có. Rồi nước có nước sạch không không? Nước thì mấy người ta thấy là sách cho. À, bà con cô bác sách đến đây cho luôn. Không có nước á, là sách dùm cho. Rồi như ông chia sẻ hồi nãy thì bà con cũng thương, cũng ngừ cho 50-100 thì mới có tiền xây sở. 20 đồ này kia vậy đó. Rồi mình được hưởng tiền tiền người lớn tuổi không? Người lớn không? Tuổi thì có phát người ta thì nó kêu nó phát mình. Chưa. Cũng như lương bổng vậy đó. Người, dạ. Nó kêu là lương thì mình lên lãnh được 320, hai người thì 640. Dạ. Rồi. Chú ở đâu rồi đây? Dạ ở ngoài Chi Tôn á bà. Dạ rồi ông bà ở như thế này nè, bao năm nay khoảng 20 mấy năm mà sống đi tới đi lui di chuyển nhà ở trên đất của người ta. Người ông bà không có con nữa thì cuộc sống ông bà như thế này có buồn tuổi hay là có một ước mơ gì không ông? Không, mình không có buồn gì, tại vì cái số vậy. Dạ ông không nói có buồn. Cứ coi như lo cơm ngày hai bữa.
Dạ. Sáng là lo cơm chiều cái đó, cơm chiều đó, hộp cơm chiều đó. Dạ. Hai hộp người ta có người cho. Có người cho. Có bữa thì cho một hộp. Để thôi cũng quất cho nó xong. Đó. Nước tắm với nước mà sinh hoạt cái đầu là cũng bằng mấy cái thùng người ta đem vô hả? Đã sách tới người ta cho. À, quá trời khó khăn, trong đây đâu có nước, vô đây không đâu có anh Đồng. Ừ. Đang có giếng. Bây giờ sống chỉ ở vòng vòng lãng ngoãn ở đây thôi. Ừ, cũng nhờ bà con người ta thương vậy, là cho vô ra, người ta cho tiền đồ. Nghĩa là người đợi tới thăm cho 50, 20, 30. Dạ, địa chỉ rõ ở đây là thuộc ấp xã nào thì thị trấn Ba Chúc phải không? Không thị trấn Ba Chúc rồi ấp An Bình. Dạ, thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ông hồi nãy ông nói là họ tên là Hồ Văn Thiện. Dạ, ông Hồ Văn Thiện 97 tuổi. Ủa, 87 tuổi. Rồi ông bà không con cái, rồi sống như thế này không điện không nước, phải nhờ tất cả thì bà con cho hoặc giúp đỡ, còn nếu mà ta không cho thì còn mệt thêm nữa. Mình đâu có chọc khóa ai đâu mà không cho. Dạ. Mình rồi có... khi mà về cái tuổi xế chiều mà không còn khả năng để mình hoạt động nữa đó thì lúc đó rồi chắc ông suy nghĩ như thế nào không? Tụi tôi không nghĩ tới, bởi vì nghĩ tới mệt quá. Dạ. Chứ là ngày nào hay ngày đó chứ còn nghĩ tới mình cuộc sống của mình nó mệt lắm. Không có thế nào tưởng tượng được. Không dám suy nghĩ tới không dám. Cái ngày mà để giấy ha. Tới cái ngày tàn không có tính. Dạ. Tới đâu hay tới đó. Có người quen người ta lại người ta dắt đi chung. Vậy là ông cụ là sống là mình ráng suy nghĩ lạc quan. Cứ bình thường. Có một ngày ráng kiếm buổi sáng thì buổi chiều. Đó, vậy đó, buổi chiều là hộp cơm. Dạ. Ông nói mà con thấy ông đã gần nước mắt. Có mấy con tới thăm gì ông vui không ông? Có vui chứ. Có phái đoàn tới rồi gặp phái đoàn ta cho được 100, 200 cũng có 300 cũng có. Dạ. Đó. Con có đi qua đây qua lại cái đường mòn này 2-3 lần rồi, con gặp ông bà, con nói để bữa nào rảnh con ghé. Con cũng có hỏi thăm qua thì bà con cô bác cũng chia sẻ như những lời ông nói. Rất là thương ông bà. Anh Đồng cầm giùm cái máy này. Dạ ông ơi, thì con cũng thấy ông bà tụng đại lâu rồi, hôm nay con mới có dịp rảnh con ghé lại con trò chuyện với ông bà. Sẵn con cũng có ít quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân. Con xin trích ra 1.3 triệu của một chị ở bên nước Mỹ không nêu tên gửi cho ông, với 500.000 của một em trai ở Hậu Giang không nêu tên đã gửi quỹ cho con. Con xin trích là gửi cho ông bà được 1.8 triệu nha. Dạ, để ông bà có thêm một ít tiền để xây sở, tiền ăn, tiền thuốc men. Nói đó lo cái ăn ngày sáng cơm chiều cơm. Dạ. Thuốc lắm. Dạ đây con xin gửi ông 1.8 triệu nè. Dạ. Dạ gán cắt kỹ nha ông. Dạ cắt kỹ lắm. Dạ đâu dám. Câu Hớn cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến một chị ở bên Mỹ không nêu tên, cũng như em trai ở Hậu Giang mới chuyển cho mình 500. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ. Thôi tôi cũng xin phép là cảm ơn những người đó ở bên Mỹ, ở Việt Nam rồi. Dạ. Giúp đỡ tụi tôi vậy là tụi tôi cảm ơn nhiều. Trời ông lão xúc động. Dạ. Vui lắm ha ông? Mừng lắm. Mừng lắm. Từ lâu, thời gian lâu có cầm được số tiền trên 1 triệu không ông? Cũng có, người ta cho 500 triệu có, nhưng mà cái phái đoàn đông lắm. Đông. Mấy người. Dạ. Rồi họ góp lại đó. Dạ. Họ cho. Con cũng hy vọng trời ông lão chảy nước mắt. Xúc động mừng chảy nước mắt luôn. Mừng chảy nước mắt. Ít có dịp hổm rài lâu đó. Năm nay thì với năm vừa rồi tới giờ thì bao giờ mới gặp được cái số tiền. Số tiền lớn nhiều không? Mấy chú. Dạ. Chú cảm ơn chứ mấy chú. Đâu có ai đâu. Không phải là cảm ơn không mà cảm ơn cả gia đình. Dạ. Luôn dạ. Hết. Dạ ông ơi, rồi ông bà tu như thế này nè. Thì những cái tượng Phật trên đây là mình thỉnh mình thờ gì là bao lâu rồi không? Dạ được khoảng 7 năm mình thỉnh tượng Phật người ta đem tới. Mấy người sư cô rồi đem tới. Rồi dời chùa đi đó. Dạ. Đem tới. Rồi gửi tụi tôi thờ. Rồi thượng lên thờ. Chứ trước nữa thì thờ Phật, ông Phật nhỏ nhỏ đó. Ông Phật nhỏ. Dạ. Bà tu là từ nhỏ đến lớn hay sao bà? Nhỏ lắm.
Tôi nhỏ lớn. Nhỏ lớn luôn. Nhỏ 17 tuổi. Dạ. Đó đi các chùa kia cúng cúng đúng mình. Bà ăn chay cũng từ lúc đó tới giờ luôn. Dạ luôn. Rồi mấy cái kinh dưới cải đồ là bà thuộc nhiều không? Thuộc. Có những câu nào hay không bà thuộc, bà nào giải cho con vài câu ơi. Đại bi thường Phật Bồ Tát cái đủ nhãn như này, đại bi làm là đi nó mua hoặc ra ra. Rồi đây là bồ đề tập đó bất bà nữa. Rồi xong quên gốc đó. Đó là tập bà ở đây. À, đi chờ không lại quên hay quên đi chứ. Dạ. Dạ. Quên hả bà, lâu quá quên. Lớn tuổi quá rồi. Ít nói chuyện là quên. Dạ. Con thấy là những cái phần mùng mền rất là nhiều luôn đó là bà con có bác đem đến cho không phải không? Đấy là cho vậy mà mình không có ấy thì có khi lâu lâu mình ôm mình đem đốt đi chứ quá nhiều. Dạ. Bà không thấy rõ hả bà? Bác không rõ yêu rồi. Mà không thấy rõ. Dạ. Bà 85 tuổi rồi, ông 18-17. Rồi ban ngày mình ngủ mình để mùng gì luôn? Cứ để dậy sợ mũi đó. Dạ, sợ mũi. Rồi hiện tại là bà còn đi đứng nào khỏe không với ông nè? Đi đứng được không? Đi phải đẩy cái ghế tại bà đi bà té lâu rồi. 2 năm nay bà té cái bà chợt chân trúng cái xương bàn á. Bà đi phải có cái gì bà dịnh bà đi mới được. Dạ. Còn không bà ngồi chỗ. Ngồi chỗ bà. Vậy là bà ở trong nhà chỉ ngồi trên giường hoặc là ngồi chỗ. Đi là phải cầm cái ghế để đi. Trời ơi. Có mình tôi rồi, cơm nước đồ mình tôi lo. Vậy là ông lo hết? Lo hết, đồ nước nôi đồ này cái ai cho đồ này kia múc nước đồ cho bà là bà tôi lo hết. Cơm yeah. Nước ăn rồi kêu bả hết. Có mình bả sướng hơn tôi trong nhà. Bả ngồi chỗ vậy đó chứ tôi lo hết. Tôi kêu ăn cơm rồi ăn cơm. Dạ. Bà nãy giờ bà đọc cái đó là kinh gì bà? Kinh giảng sanh. Kinh giảng sanh. Mình chưa giảng sanh mà mình đọc kinh giảng sanh rồi. Bà nữa biết trước ngày giảng sanh không? Biết. Biết luôn. Trong kinh này đọc nói trong kinh mình niệm Phật rồi mình biết chứ, nếu mà mình niệm Phật thành tâm mà sau này biết ngày giáng sinh không bà? Đã chư thần em sư đó có cho công kinh đó đọc cô đó. Dạ. Hay quên lớn tuổi hay quên rồi mà nước người ta đem tới người ta cho ông cũ đầu xài được không ông? Dạ, vẫn xài bình thường. Dạ. Nhưng mà mình nói họ, ví dụ như nước uống thì họ đem lại chở lại chay nước xanh. Dạ. Còn ví dụ như tôi hết nước xài rồi, cái người ta chở lại cái này. À, rồi ông cũng đi rất là nhà chậm á. Dạ, đi cũng nhích nhích vậy ha ông? Nhích nhích vậy, đi lẹ dấp té. À, đi lẹ là dấp té. Dấp té, không được, phải đi. À, con thấy mấy cái thùng nước này nè. Ta đem nước lại rồi ta đổ vô đây cho ông. Đổ cho. Dạ ông ơi, như ba cái thùng nước này á là ông xài khoảng mấy ngày hết không? Hai ngày ba ngày cỡ đó. Anh hai hoặc ba ngày. Ừ. Có giặt đồ thì có ngày chừng ngày rưỡi hai ngày khoảng đó. Dạ. Giặt cũng có cái áo cái quần rồi này kia vậy thôi chứ đâu có mặc đồ nhiều đâu ở trong nhà. Dạ. Không có gì phải nhiều. Dạ, địa chỉ của ông ở đây là rõ ràng là địa chỉ ở đâu không? Đây à? Dạ. Ấp An Bình, thị trấn Ba Chúc. Thị trấn Ba Chúc rồi. Dạ, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ông hồi nãy ông nói họ tên con quên nè. Tôi Hồ Văn Thiện, mở Nguyễn Thị Du Hòa. Dạ, ông Hồ Văn Thiện thì 87 tuổi rồi. 87. Dạ. Ấp nó cũng biết, hỏi nó biết, đại nó quản lý. Dạ. Xung quanh đây là khu gần gần rạp không? Hồi đó giờ ông đi ở 20 mấy năm rồi là trên những cái khu gò đất trống gì không hả ông? Dạ, cứ ở mấy cái chỗ người ta cho mình đâu có được tốt. Cho ở vậy đó. Dạ. Cũng lên quanh đây không? Ở vòng vòng những cái khu trống trải như thế này không? Ở lên quanh đây. Dạ. Cái này là người ta đem cây cối là người ta đổ. Người ta mua bán với nhau mình đâu có đành. Ý gì đó. Cho tôi mượn chỗ tôi đổ rồi. Cứ ở, cứ dọn làm gì làm. Nửa sau xong rồi làm sạch sẽ xong rồi. Dạ. Thôi cũng chiều rồi, mấy con cũng đi công chuyện chỗ khác rồi. Dạ. Mấy con xin
chích ít quỹ của Mạnh, cô bác Mạnh Thường Quân gửi đến ông đó rồi đỡ hơn. Rồi sau này nếu cô bác nào có xem qua clip của con á, có thương cảm cho hoàn cảnh của ông, người ta có trợ duyên tiếp, con sẽ nhận và con đến đây tặng tay con trao tiếp lần thứ hai cho ông bà để có thêm ít tiền để cho cuộc sống trở về sau được tốt đẹp hơn nữa nha ông. Dạ, vậy con xin chào ông nha. Dạ, cảm ơn dạ. Gia đình luôn. Cảm dạ. ơn cô, cảm ơn gia đình cô. Dạ, rồi thôi Cao Hớn mình xin chân thành cảm ơn một chị ở bên Mỹ với một em trai ở Hậu Giang đã cho chích có tiền quỹ để trợ duyên cho ông bà lão. Cao Hớn mình xin cảm ơn rất là nhiều ạ.